You gotta roll with the punches, son. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Là một video về game Liên Quân Mobile. Hôm nay mình sẽ chơi AD Thọt Slim. Thể hiện trình giữ vị trí khi chơi AD. Cố gắng không bị chết mạng nào nha. Support Grab đang đi phá rừng của team bạn. Mình sẽ ở đây vừa đánh vừa thủ. Nào sẽ cứu Grab đâu. Slims, at your service. Ôi trời. Ôi trời, không cứu được rồi. Ba room này vào đầu rất khỏe luôn. Khỏe như kiểu Arum. Mấy thằng me vào đầu rất là bá đạo. Ôi, con chim tự dưng đến đấy nó lại quay lại. Bực thế. Khi chơi AD thì các bạn quan trọng nhất là phải biết giữ vị trí. Những con như kiểu Slim hay là Phoenix giữ vị trí rất tốt, tại vì có cái skill 2 là để di chuyển, để chạy, cộng thêm tốc biến thì rất khó có thằng nào bắt được. Đây rồi, AD à, AD này, ba Doom này, ba Doom này, một mạng và một hỗ trợ. Khởi đầu rất là tốt phải không các bạn? Đấy, support cứ đi chơi đi, một mình thủ ở đây. Định làm gì? Ôi, mình này bị úp lồng chứ không thì quả đấy ba Doom phải ăn thêm mấy hit nữa. Relax, you can totally trust me. An enemy has been defeated. Trận này nó vẫn là một trận đấu ở danh bạch kim, chuẩn bị lên kim cương như là bạch kim 1. Vướng con lính. Thôi, con sói này chạy mất tiêu rồi. Strictly business, nothing personal. Về đi. Chắc bạn ấy thấy mình hết mana, bạn ấy bảo mình về. À, thì mình cũng có cần mana lắm đâu. An enemy has been defeated. You gotta roll with the punches, son. Bạn đang đi tìm bạn định ra để hỗ trợ support nhưng mà mình đã ở đấy, mình khép góc và bạn ấy không thể ra được. Đánh nhau nào. Hiện tại thì mình vẫn không thể ăn được ban heo.
Các bạn có thể thấy rừng team mình chơi rất là hay. Trận này yên tâm là thắng rồi. Trừ khi mình đánh lỗi quá rồi là đâu khó thể thua được lắm. 7-2 rồi, rất khả quan. Relax, you can totally trust me. Làm gì nhau nào? Mình đánh hay chưa? Bạn dừng lên huyền thoại rồi. Cứ như là cái chơi vậy. Lý Thông. Rồi Violet tìm bạn là một pha Lý Thông. Nào. Mục tiêu của trận đấu này là không chết mạng nào anh em nhé. Strictly business, nothing personal. Sleeves out. Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Trust me. Bố ra Ignis chạy đánh võng hơi bị lụa. Chạy đâu con sâu? Ôi, không được cả hỗ trợ. Sượt qua người luôn. Không nên tham mạng anh em ạ. Có thể tham mạng nhảy lên là giết được rồi nhưng mà sẽ mất trinh. That'll cost
missed you. Thôi. Hai bạn này thì khá là giết được mình. Nào. Đi vô vơ quá. Đi vô vơ. Nào. Now. Hai mươi hai trận này thì tìm được có nhiều người không chết thằng nào chứ không phải là riêng mình. Đội bạn đánh yếu quá. Rồi, trận đấu kết thúc rất chóng vánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay hãy subscribe để ủng hộ kênh nhé. Và nếu có nhu cầu mua sim số đẹp hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0886262889.